Tại Hải Phòng, nhà máy Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng MSA-9316, số hiệu tàu 927 Ít Kiêu cho quân chủng Hải quân. Tàu Ít Kiêu 927 có lượng giãn nước 3.950 tấn, chiều dài 93,11 m, chiều rộng lớn nhất 15,99 m, chiều cao mạn 7,20 m, chiều chìm lớn nhất 4,25 m, vận tốc lớn nhất 15,7 hải lý một giờ. Tàu được trang bị hệ thống động lực, trang bị khí tài, thiết bị y tế, cứu sinh, cứu nạn tàu ngầm hiện đại. Thời gian hoạt động liên tục trên biển 30 ngày, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12, tầm hoạt động 4.000 hải lý. Việc đưa vào sử dụng tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm, tàu mặt nước, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu đáy biển, tìm kiếm, hỗ trợ trục vớt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khác.